Hey, hello mọi người, mình Lách. Hôm qua mình có lên stream ở trong server test để mình phổ biến cho mọi người về cái kỹ năng thực tế của cái con Hunter mới, nghệ sĩ Opera Sangria này. Nếu các bạn muốn sở hữu các trang phục hiếm đã hết thời gian mở bán, hay chỉ đơn giản là không muốn bỏ một số tiền lớn ra để mở cầu tinh hoa, thì có thể ghé qua shop app của Identify ở địa chỉ wingame.vn. Ở đây thì có đủ các loại tài khoản từ ít đến nhiều trang phục. Chẳng như tài khoản sở hữu skin thần thánh, trang phục hiếm nhất của Gu Trang thì với giá là 3 suất 2 đi lao. Sau khi chọn được tài khoản, mọi người có thể liên hệ với chủ shop qua nút Messenger ở phía dưới. Sẽ được dẫn đến chat với fanpage, ở đây có mọi thứ về Identify trên Facebook. Tất nhiên là các bạn có thể thanh toán bằng chuyển khoản hoặc là thẻ cào. Và kho ác sẽ được cập nhật hàng ngày. Chi tiết thế nào, cứ liên hệ với chủ shop để được hướng dẫn tận tình. Mọi người hãy coi đến tầm khoảng cuối video hay là giữa, sẽ có một cái trick hay với một phép bổ trợ. Và mình cho là người chơi nào chơi Saria cũng sẽ muốn có phép bổ trợ đó, ít nhất là khoảng thời gian giữa, giữa hay là cuối game. Ok, đầu tiên mình sẽ tắt cho bot không chạy nữa. Và cooldown hiện tại cũng đang được tắt. Tắt đi. Đây là bộ kỹ năng của Sangria này. Đầu tiên khi mà Sangria có mặt trên sân thì tất cả những cái địa hình từ lớn đến nhỏ sẽ có một cái vùng tối tối, mọi người nhìn thấy xung quanh, đó là gọi là cái vùng bóng. Mình dịch tạm là vùng bóng. Quanh tường, quanh các cái cột điện, quanh các cái hòm, quanh các cái khu cai đều có một gọi là cái vùng bóng. Sangria, tất cả các kỹ năng của Sangria sẽ tương tác với cái vùng bóng này. Đấy, nên là các bạn bắt buộc các bạn phải làm quen với cái cơ chế mới này. Và mỗi bản đồ sẽ có những cái vùng bóng khác nhau tùy thuộc vào địa hình. Và những kỹ năng của Sangria nó sẽ tương tác như thế nào? Đầu tiên mình sẽ nói về hitbox trước, hoặc đòn đánh thường. Đòn đánh thường của Sangria nó sẽ quạt bằng tay phải từ phải sang trái, cầm kèm chiếc mặt nạ. Trông có vẻ là đánh khá là giống con Nightmare. Không được xa. Nhưng mà cái tầm tầm sử dụng của nó là rộng. Đánh từ trái sang phải. Còn Charge Attack nó sẽ ngược lại. Gồng lâu hơn và đánh từ từ trái sang phải. Kỹ năng đầu tiên, kỹ năng đầu tiên là chiêu dùng để di chuyển, dùng để lướt. Có hình cái đầu người đây. Mình sẽ gọi là chiêu này chiêu lướt, nó dễ. Các bạn sẽ lướt về phía trước một khoảng ngắn. Sau khi lướt sẽ để lại một cái mình gọi là tàn dư. Tàn dư này nó sẽ tồn tại trong 8 giây. Và khi có cái tàn dư thì cái skill bên cạnh là skill dịch chuyển. Nó sẽ sáng lên đây này. Khi mà mình lướt nhá, nó sẽ có cái skill bên cạnh là skill dịch chuyển. Mình có thể dịch chuyển vào cái tàn dư được. Rất nhanh. Nhanh hơn con Nightmare dịch chuyển lên con quạ nó rất là nhiều. Khi cái chiêu này, chiêu này nó sẽ có tương tác gì với cái vùng bóng? Nếu các bạn lướt vào vùng bóng, nhân vật các bạn thứ nhất là sẽ chuyển sang cái trạng thái gọi là trạng thái vô hình. Khi ở trong trạng thái này thì nhân vật sẽ được tăng 8% tốc độ di chuyển và sẽ tương tác với cái vùng bóng này. Các bạn có thể tự do di chuyển trong cái vùng bóng của cái địa hình các bạn phi vào. Các bạn không thể đi ra ngoài được. Nhưng các bạn vẫn có thể là dùng các kỹ năng khác, các phép bổ trợ cũng như là đánh thường. Bây giờ nếu như mình muốn ra ngoài thì làm cách nào? Mình muốn ra ngoài có nhiều cách. Thứ nhất, một là mình ấn đánh thường. Nó sẽ phá cái trạng thái vô hình và giúp mình ra ngoài. Cái cách số 2 là mình dùng cái chiêu lướt đi. Và mình sẽ ra ngoài. Đấy là cách số 2. Cách số 3 là mình dùng phép bổ trợ là phá được trạng thái này để ra ngoài. Cách số 4 thì chắc là để phải survival làm choáng cơ, nhưng mình không có survival ở đây. Rồi, chiêu này còn một cái hay nữa là nếu như các bạn dùng nó để nhảy vào một vùng bóng khác, nó sẽ reset cho các bạn nhảy tiếp. Đấy, di chuyển giữa các vùng bóng bằng chiêu nhảy. Nhưng mà hãy nhớ là chiêu nhảy này nó có khoảng cách. Mình không thể nhảy đến một vùng bóng nào quá xa được. Vậy nên hãy là tính toán. Tính toán để mình nhảy qua nhảy lại. Các bạn thấy mình không đi được đến cái cây này. Tức là sao? Cái vùng bóng của cái cây và cái vùng bóng của cái ba cái hộp này, nó là hai cái khác nhau. Nó là hai vùng bóng riêng biệt. Nên mặc dù là hai cái vùng bóng này nó có chạm vào nhau đi nữa thì nó vẫn tính hai vùng bóng, và mình muốn di chuyển sang vùng bóng bên cạnh thì mình phải nhảy. Đó.
Các bạn thấy mình vừa nhảy không đến vùng bóng và mình đã có cooldown của chiêu nhảy rồi. Nhảy này, nhảy qua vùng có ván này, tiếp tục nhảy này, nhảy tiếp tục. Đây sẽ là kỹ năng giúp các bạn di chuyển từ nơi này sang nơi khác để truy đuổi survival, rút ngắn khoảng cách. Các bạn thấy không, nó hồi liên tục, hồi liên tục. Nếu mình dùng cái chiêu vùng bóng này không nhảy sang vùng khác mà mình dùng vẫn ở trong cái vùng bóng đấy thì nó sẽ có cooldown. Yeah. Các bạn phải nhảy sang một cái vùng bóng khác thì nó mới reset cooldown. Còn nếu không thì nó sẽ có cooldown. Chi chích bông bé lẹo teo ấy, từ cành đa sang cành bưởi ấy. Đấy, hai cái hộp này không liền nhau này thì nó sẽ thành hai vùng bóng khác nhau. Chưa? Yeah. Rồi. Đó là kỹ năng đầu tiên. Các bạn cũng có thể tạo ra nhiều vùng, à nhiều tàn dư. Tàn dư tức là cái bóng để lại sau khi mà mình lướt ý, để có thể để lại nhiều tàn dư. Mỗi tàn dư sẽ có thời gian tồn tại là 8 giây sau khi được tạo ra. Mình có thể tạo ra nhiều tàn dư. Một tàn dư này, hai tàn dư này, chưa, ba tàn dư. Và có thể tê lê, miễn là nó còn tồn tại trên bản đồ thì mình có thể tê lê đến. Và cái chiêu tê lê nó cũng có cooldown. Thế này chú ý. Tiếp theo là chiêu giải thảm. Chiêu này để giải thích thì nó sẽ giống như là cái chiêu gió của con Jack gã đồ tể. Nó sẽ chỉ dừng lại khi pha vải địa hình. Cái chiêu giải thảm này có tác dụng gì? Chiêu giải thảm này nó sẽ tạo vùng bóng ở bất kỳ nơi đâu các bạn muốn, miễn là nó là một đường thẳng. Và các bạn có thể tương tác với cái vùng bóng đấy chứ không bị bó buộc vào địa hình. Đó là tác dụng của cái chiêu này. Tác dụng của chiêu giải thảm là vậy. Cái chiêu này nó sẽ có tác dụng là giúp các bạn di chuyển nhanh hơn. Đấy, các bạn có thể ở trạng thái tàng hình, ở trạng thái vô hình ở bất kỳ đâu trên bản đồ, nghĩa là trên cái vùng thảm này. Và nó sẽ, vùng thảm này nó sẽ tồn tại 3 giây sau khi các bạn ở trong trạng thái tàng hình, tức là các bạn sử dụng nó. Đấy, nó sẽ hết dần dần này. Vậy là nếu như các bạn có được một cái vùng thảm nó đủ xa thì mình sẽ di chuyển rất là nhanh, thêm 8% tốc độ di chuyển. Bí mật là ở lưng. Oh. Vừa có người trở thành supporter của mình nên là có tướng một tí. Rất là nhanh. Đi mây về gió. 8% thôi, nhưng mà 8% của Hunter là cả một vấn đề các bạn. 8% của Hunter là rất nhiều. Đấy là chiêu thức số 2. Còn khi mà các bạn lên hiện diện cuối, khi các bạn lên hiện diện cuối không có nhiều điều thay đổi, nên mình nghĩ con Hunter này chỉ quan trọng là cái hiện diện đầu thôi. Hiện diện cuối nó giúp mình cái gì? Hiện diện cuối nó giúp mình có được một cái chiêu lướt nó xa hơn một xíu, 20% đấy các bạn. Nó chỉ xa hơn một xíu thôi. Nên là con Hunter này nó đã có thể chơi tốt khi mà nó có hiện diện đầu rồi. Tức là đánh được 2 hit ấy là nó đã có thể chơi tốt rồi. Đó. Và bây giờ mình sẽ nói một trích với con này với phép tê lê. Như các bạn biết thì Cassiopeia hay là Sangria có thể dịch chuyển vào cái tàn dư sau khi cô ấy tạo ra. Và cái tàn dư nó sẽ tồn tại trong 8 giây. Trong 8 giây đó, nếu như mình dịch chuyển đi nơi khác, mình có thể là đánh survival một cái hoặc là gì đó, mình tê lê về vị trí cũ. Nó sẽ giống như là cái chiêu bách bài của con Joseph kết hợp với teleport. Cuối game có thể là cam được 2 cổng, hoặc là cái tình huống máy prime thì nó có thể là nó ép cái người mà đứng ở máy prime, sau đấy là nó bách về ghế, sau đó bách về ghế. Đây mình cho hồi tê lê lại này. Các bạn cứ tưởng tượng một tình huống nhé, tình huống hay xảy ra trong game, tức là các bạn hai hộp được một người rồi, game còn 3 người, một người lên ghế, một người đứng chờ prime máy và một người đến cứu, đúng không? Thì trước khi mà người kia đến cứu, giải cứu được người trên ghế, các bạn sẽ thả bóng ra, các bạn tê lê ép cái người ở đây phải prime, rồi các bạn
Bách về và các bạn có một con Hunter mắt đỏ cam ghế. Đó là cái tác dụng đầu tiên trước mắt hay mình nghĩ ra. Nó cái lối chơi của con này nó sẽ rất là sáng tạo, đặc biệt khi có teleport. Và đây cũng là một Hunter cam xa mạnh nữa. Đã tưởng tượng cái việc mà nó thả bóng ở ghế, đúng không? Thả bóng ở ghế xong rồi nó đánh survival, xong bách về sẽ có double down, double hit. Cách chơi con survival, cách chơi con Hunter này nó sẽ hơi khác so với phần còn lại. Và hiện tại trong game nó đang được độ khó là 3 sao, 2 sao rưỡi. Khi mà các bạn ở trong vùng bóng này, các bạn hoàn toàn thoải mái dùng các phép bổ trợ khác nhau. Phép bổ trợ gì cũng được, dùng tele cũng được. Khi các bạn tele đến máy thì nó sẽ trả các bạn lại về trạng thái bình thường. Nha. Dù tele đến cái vùng bóng đi nữa. Bây giờ mình sẽ test hiệu ứng sách bóng. Hiện tại mình đang ở trong xe và test nên là nó sẽ ping vàng, nó hơi lag ấy. Nên là nếu các bạn muốn một cái gameplay cho survival thì mình sẽ thử. Nhưng mà sẽ là với bot thôi, bởi không có người để chơi. Treo bóng này. Chơi Hunter này trước mắt là không hề dễ nha. Còn mạnh hay yếu là chưa biết. Bởi vì sao? Có một cái nữa mọi người nên biết là cái chiêu nhảy của nó. Nếu các bạn nhảy ở ngoài trời sáng đi thì nó sẽ nhảy đến lướt đến trước mặt một khoảng cố định. Nhưng mà nếu các bạn nhảy ở vùng tối hoặc là các bạn nhảy vào vùng tối thì nó sẽ đâm đầu vào vùng tối thôi, chứ nó không lướt đúng theo khoảng cách chiêu thức đó. Chắc mình đang đứng trước ván nhá, mình nhảy này, nó sẽ chỉ gọi là nhảy vào vùng tối thôi chứ nó không nhảy xa được hơn. Đấy, khi các bạn phải đi hẳn qua ván thì các bạn mới nhảy được qua. Tức là cái nhân vật này hiện tại mình đang không thấy một kỹ năng nào để xử lý ván. Tức là trạng survival họ mà đập ván xuống ấy thì mình, một là mình phải đi đường vòng, hai là mình phải phá ván, chứ không thể lướt được qua ván, đáp được qua ván như con Geisha. Nên là so sánh con nghệ sĩ Opera này với Geisha thì mình thấy nó không giống nhau cho lắm. Cái việc mà nó nhảy từ vùng bóng này sang vùng bóng khác, mình thấy nó giống con bên hơn, con kẻ gác rừng hơn. Khi kẻ gác rừng full hiện diện ấy thì cái chiêu kéo của nó sẽ di chuyển quanh các cái địa hình. Khi mà nó kéo trúng địa hình thì nó được reset cái kéo lại ấy, được làm mới cái hồi chiêu kéo lại ấy. Mình thấy nó giống, cái việc di chuyển nó giống con bên hơn, là giống con Geisha. Đó, cuối cùng mình sẽ đi tàu nhá. À, mình có tương tác cửa sổ nữa và phá ván nữa. Ok, treo cửa sổ này, vứt mặt nạ ra trước. Mình đánh giá là hành động treo cửa sổ nhìn nó có vẻ chậm nhá, nhìn nó có vẻ cồng kềnh, nhưng mà nó không quá chậm đâu, nó không quá chậm. Bây giờ mình sẽ dịch chuyển đến chỗ survival và xem nó có đập ván không. Thì mình sẽ phá ván, mọi người xem. Nó không có đập ván à? Thôi, nó không có đập ván, chịu thôi. Tiếp theo là mình sẽ test những cái thay đổi chỉnh sửa đang hiện tại đang có trong xe và test với một survival, một số survival và một số hunter. Hiện tại thì đang chưa confirm là sẽ vào xe và chính. Đầu tiên là có vẻ là một sự sửa đổi hunter. Mọi người có vẻ hóng nhiều nhưng nó sẽ không được như kỳ vọng đâu. Đó là sự thay đổi của Jack, gã đồ tể. Gã đồ tể có chỉnh sửa gì? Chỉnh sửa của gã đồ tể khá dễ là tóm tắt, hay là dễ để hiểu được. Đây, con này đà. Ok. Mình sẽ để cái vùng sương mù này nó biến mất. Đây. Đầu tiên là dưới chân survival sau khi bị hạ gục sẽ có một vùng sương mù. Vùng sương mù này nó sẽ làm gì? Vùng sương mù này nó sẽ giúp Jack biến vào trạng thái tàng hình nhanh hơn. Nó giống như là cái vùng sương mù khi mà các bạn đánh gió ấy. Đấy là một. Cái nữa là khi đưa survival lên ghế
thì cũng sẽ tạo ra một vùng sương mù ở trên ghế một khoảng thời gian ngắn, giúp các bạn vào trạng thái tàng hình nhanh hơn, chứ không có cái vụ được đánh nhiều gió nha. Một gió này vào vùng sương mù này, nó sẽ giúp các bạn vào trạng thái tàng hình nhanh hơn thôi, chứ không hồi lại gió đâu. Vậy cái bút của Jack chỉ đơn giản là dưới chân Survival bị hạ gục, hoặc là Survival vừa bị đưa lên ghế, sẽ tạo ra một cái vùng sương mù xung quanh, giúp Jack vào trạng thái tàng hình nhanh hơn. Cái tác dụng của nó là gì? Cái tác dụng của nó sẽ là giúp Jack sau khi, nếu mà sau khi hạ gục Survival, sẽ có thể là có được trạng thái tàng hình để đánh những Survival ở gần, những người muốn cover, không cho Jack xách bóng. Hoặc là khi mà xách bóng Survival lên ghế xong thì Jack sẽ tiến vào trạng thái tàng hình nhanh hơn để giúp là đi kiểm soát máy hay là giúp cam xa ghế nhanh hơn thôi. Đó là một cái bút rất nhỏ của con Jack. Đó. Tiếp theo, một sự thay đổi, sửa đổi búp cho Hunter khác nữa là Joseph. Chắc nhiều người cũng sẽ quan tâm. Cái búp này của con Joseph của nhiếp ảnh gia thì mình đánh giá là nó cũng siêu nhỏ, nhưng mà với những main Joseph thì nó sẽ là đáng kể. Siêu nhỏ tức là không phải nó không có giá trị. Nó có giá trị, nhưng mà chỉ những người main người ta sẽ biết được thôi. Mình sẽ tăng hiện diện lên. Cái búp đầu tiên là cái đòn đánh của Joseph, nó sẽ ra đòn nhanh hơn. Ra đòn nhanh hơn chứ không phải là hồi đòn nhanh hơn nhá. Đây, khi các bạn thấy, khi mà giơ kiếm lên thì cái tốc độ kiếm nó chém xuống nhanh hơn. Nó sẽ giúp Joseph, có thể là khi mà jump scare Survival thì sẽ nhanh có hit hơn. Survival nó sẽ có ít thời gian để nó phản ứng hơn, kiếm xuống nhanh hơn. Đó. Còn với Check Attack thì mình đang chưa cảm nhận được cái độ nhanh hơn của nó. Nhưng tại đòn đánh hơn thì mình sẽ cảm nhận được thôi. Kiếm xuống nhanh hơn này. Một cái nữa là chiêu bách bài. Nó chiêu cầm bài quay quay ấy. Nó sẽ có hoạt ảnh nhanh hơn. Xoay bài này. Khi mà bách bài về, nó sẽ nhanh hơn một chút. Đấy, tức là chỉ những main Joseph họ mới nhận ra được cái sự thay đổi, sự khác biệt này thôi. Chứ người ít chơi Joseph họ sẽ không thấy đâu. Nhanh hơn. Tức là có hoạt ảnh nó sẽ nhanh hơn. Vậy tóm tắt lại, Joseph búp cái gì? Búp đòn đánh, ra đòn nhanh hơn, và cái chiêu bách bài, hoạt ảnh nhanh hơn. Nhanh hơn là tốt hay xấu? Là tốt. Được chưa? Còn sự thay đổi gì với Hunter hay không? Hình như không, không còn sự thay đổi gì với Hunter. Bây giờ đến sự thay đổi của Survival. Hiện tại vẫn đang trong xe và test đấy nha. Đầu tiên là nhân vật điều phối. Cái bước đầu tiên là khi mà Survival lên ghế, tốc độ giải mã của nữ điều phối sẽ đầu tiên là bị giảm. Trước đây là bị giảm 30%, và ở trong xe và test thì sẽ chỉ còn 25% khi mà có đồng lên ghế. Một cái búp nhỏ nữa là khi mà nữ điều phối chạy đến khu có ván và khu có cửa sổ hoặc khu có cửa sổ thì sẽ được tăng tốc nhẹ trong 2 giây. Các bạn thấy không? Đây là chạy bình thường nhé. Các bạn nhìn phần icon ở phía trên nhé. Nhanh hơn này. Nó sẽ gần giống như một cái nhánh 9 mini một tí. Có cooldown là khoảng, mình nhớ không nhầm là 20 giây thì phải. Bé gái thì cái sửa đổi của bé gái rất là đơn giản thôi. Cái giấy của bé gái khi mà thả ra kể từ bây giờ sẽ không làm mới động tác hồi đòn của thợ săn nữa. Tức là không bị thả giấy dơ nữa ấy. Các bạn thả giấy trong cái lúc mà Hunter ra đòn đánh ấy, sẽ không giúp Hunter hồi đòn nữa. Mình sẽ di chuyển đến Hunter này. Không nhỉ? Hồi đòn này. À không, mình chưa thả kịp. Đấy, mà thấy không? Con Madame nó vẫn vuốt kiếm. Vậy thôi, đấy là cái chỉnh sửa của bé gái. Giờ không bị thả giấy dơ nữa, đây sẽ là một búp không đáng kể. Mình nghĩ nó hiệu quả, có hai hiệu quả. Thứ nhất là với newbie, là những người thỉnh thoảng người ta thả giấy dơ. Cái thứ hai là khi các bạn ở ghế mà Hunter mãi không đánh ấy, các bạn sợ Tero ấy, các bạn sẽ thả giấy ra. Hunter dù đánh trước hay là sau khi bạn thả giấy thì cũng sẽ có hồi đòn. Tức là cái chiêu thả giấy sẽ là một cái chiêu ép Hunter phải đánh.
Rồi, chuyển sang ấy khác đi. Nhân vật khác, một nhân vật nữa là con gác mộ thì phải. Gác mộ, cái chỉnh sửa của gác mộ là gì? Tìm ra con gác mộ đã. Tìm chỉnh sửa của gác mộ mình sẽ không test được nhá. Nhưng để mình nói cho, tức là bây giờ cái xẻo của gác mộ nó cũng sẽ có một máu, tức là phải cần hai sát thương thì gác mộ mới bị trồi lên khi mà đào đất. Ngày trước gác mộ sẽ bị trồi lên khỏi cục đất nếu như bị hunter đánh tay, hoặc là dính bom, hay là dính tượng, hay thậm chí là dính kéo của con bên. Nhưng bây giờ cái đất của gác mộ này phải chịu đủ hai sát thương, à phải chịu đủ một lần sát thương. Ở đây bốt họ không chơi bon bon hay là không chơi con gala thì mình không test được. Đấy, tức là các bạn ăn một bom hay là các bạn ăn một tượng thì sẽ chưa bị trồi lên đâu. Và phải đủ sát thương bằng một đòn đánh thường thì mới bị trồi lên. Vậy thôi, mặt cờ tuyết thiết sẽ có hai chỉnh sửa. Búp, búp đúng hơn. Tắt AI đi này. Thứ nhất là cái chiêu lái tên lửa này. Bây giờ các bạn có thể lái nó với một cái biên độ nó rộng hơn. Tức là kiểu như kiểu tăng độ nhạy ấy. Các bạn có thể lái được 360 độ dễ hơn, tức là cua gắt hơn ngày xưa ấy. Đấy, có thể lái 360 độ quanh một cái khu rất là nhỏ như thế này. Nó sẽ giúp con mặt cờ tuyết thiết này làm gì? Bẻ lái vào được khu trong nhà hay là những cái khu hẹp nó dễ hơn. Kể cả Kai hay là support đồng đội. Đây chắc chắn là một cái búp lớn với cả những người chơi mặt cờ tuyết thiết. Cái búp số 2 là tốc độ khi mà có người lái cùng nó sẽ nhanh hơn một chút khi mà các bạn lái một mình. Đó, tức là đẩy mạnh khả năng support của con mặt cờ tuyết thiết. Khi có người lái cùng nó sẽ nhanh hơn một xíu thôi. Nhưng mà là nhanh hơn nha, có confirm là nhanh hơn. Đó, đó là hai cái búp của mặt cờ tuyết thiết. Mình đánh giá là hai búp này nó rất là triệt để. Và có thể đẩy con mặt cờ tuyết thiết này vào trong meta. Thực ra con mặt cờ tuyết thiết này trong giải họ dùng rất nhiều. Có vẻ là cái độ nhạy thấp của con mặt cờ tuyết thiết đang khiến những người chơi phổ biến, những người chơi rank tầm trung và rank thấp, họ không muốn sử dụng vì cảm giác là nó không lái được nhiều ấy. Đó, vậy đấy là những cái chỉnh sửa trong xe và test, cũng như là cái kỹ năng của Hunter mới nghệ sĩ Opera. Các bạn có gì muốn test nữa thì có phải comment phía bên dưới, và mình sẽ làm ra những cái clip ngắn để giải đáp thắc mắc của mọi người. Vậy nha, thân bye bye mọi người, like. Đó, xem mình stream ở trên Facebook, link ở bên dưới mình có để ấy. Mình stream trực tiếp ở trên Facebook và mình sẽ làm clip ở trên YouTube. Vậy thôi, bye bye mọi người.